đang dàn cảnh đánh Nga từ mặt trận khác. Nga tấn công như vũ bão, đảo ngược thành quả của Ukraine ở hai làng chiến lược. Quân đội Nga đối diện tình trạng càng kiệt xe tăng vào năm 2025. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Phương Tây đang dàn cảnh đánh Nga từ mặt trận khác. Mỹ và EU đang đẩy mạnh chính sách đối ngoại đối với Armenia để chống lại Nga. Giáo sư Yedid của Đại học Akara nhận định trong một bài báo phía cho hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ. Bằng cách như vấn đề Armenia gia nhập Liên minh châu Âu, Brussels đang cố gắng gửi tín hiệu tới các quốc gia trong khu vực, chủ yếu là Nga và Iran. Điều này có nghĩa là EU, giống như Mỹ, muốn sử dụng Armenia như một đấu trường, bài báo cho biết. Như ông Bocos lưu ý, các nước EU đang cố gắng vận động nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này bằng cách hứa hẹn kết nạp họ làm thành viên EU và cung cấp cho nước này các gói viện trợ tài chính. Chuyên gia cũng lưu ý đến cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Armenia diễn ra vào tháng 7. Theo ông, qua việc thực hiện các cuộc diễn tập như vậy ở biên giới phía nam nước Nga trong thời gian diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Mỹ muốn gửi tín hiệu tới Moscow. Theo nhà phân tích, việc đại diện quân sự Mỹ sẽ làm việc tại Bộ Quốc phòng Armenia cũng nói lên rằng trong quan hệ giữa hai nước đã bắt đầu một giai đoạn chiến lược mới. Vào tháng 3, thư ký Hội đồng An ninh Armenia Ahmed Zodiran cho biết, nước này đang hướng tới đa dạng hóa nền kinh tế, chính trị và lĩnh vực an ninh, thu hút các đối tác không riêng ở mà còn ở châu Á. Theo ông, Zerevan không bị thúc ép làm hỏng mối quan hệ với Moscow. Về phần Nga, Phó Vụ trưởng Phụ Thông tin và Báo chí Bộ Ngoại giao Nga Andriy Navasin tuyên bố rằng Mỹ thông qua việc mời Armenia và Azerbaijan tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO đang cố gắng tách họ khỏi Moscow. Ukraine mất toàn bộ tuyến phòng thủ đầu tiên trên hướng Donetsk. Quân đội Nga đang đánh bật lực lượng vũ trang Ukraine khỏi các vị trí phòng thủ của họ. Phó tổng cục trưởng về công tác quân sự chính trị của Bộ Quốc phòng Nga, chỉ huy lực lượng đặc biệt Ahmad, Thiếu tướng Apti Alaudinov cho biết trên kênh truyền hình Russia 1 Tuyến công sự đầu tiên của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị mất hoàn toàn. Ngày hôm nay, các đơn vị của chúng ta có cơ hội tác chiến ở các hướng khác nhau, đẩy lùi đối phương ra khỏi những vị trí mà chúng đã chiếm giữ lâu nay, ông nói. Thiếu tướng này bày tỏ tin tưởng Cộng hòa Nhân dân Donetsk sẽ sớm được giải phóng hoàn toàn. Trước đó, Arti Aloudinov tuyên bố Nga sẽ hoàn thành chiến dịch đặc biệt vào cuối năm 2024, khi họ nói rằng sắp tới đây, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ nhận được F-16 và họ sẽ tạo ra đột phá ở tiền tuyến. Điều này không đúng, sẽ không có bất cứ thay đổi gì. Cho dù Ukraine có nhận được gì đi chăng nữa, thì quân đội của họ không còn khả năng khiến cho các đơn vị của chúng ta dừng bước tiến của mình. Ông nói trên kênh truyền hình Rosia 1, trong khi đó, nhà báo Sidian Raman viết trên Financial Times rằng Kiev khó có thể giành lại lãnh thổ thông qua hành động chiến sự. Người Ukraine và những ai ở phương Tây ủng hộ họ đã hiểu ra điều này, tuy rằng không thừa nhận một cách công khai. Trong tình thế hiện tại, rất ít khả năng Kiev có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình bằng vũ lực. Người Ukraine và những ai ủng hộ họ ở phương Tây đều biết điều này, mặc dù không thừa nhận công khai, ấn phẩm viết. Theo Financial Times, phương án nhượng bộ về lãnh thổ để đổi lấy hòa bình nhận được sự ủng hộ nhất định của công chúng Ukraine. Nhưng dù sao cho nữa, đây vẫn không phải là quan điểm của đa số. Nga cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cản trở việc giải quyết khủng hoảng, trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột và họ đang đùa với lửa. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ lô hàng nào chứa vũ khí cho Ukraine đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Theo lời ông, Mỹ và NATO đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, không chỉ cung cấp vũ khí mà còn đào tạo nhân lực quân sự cho Ukraine ở Anh, Đức, Ý và các nước khác. Điện Kremlin tuyên bố rằng việc bơm vũ khí từ phương Tây cho Ukraine không hề góp phần vào các cuộc đàm phán mà chỉ có tác động tiêu cực. Lính dù Ukraine đánh bại quân nga lần thứ hai gần mặt trận Kurakova. Lính dù Ukraine thuộc lữ đoàn tấn công đường không số 79 Taria đã đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn khác của quân đội nga cùng 57 thiết bị được triển khai trên mặt trận Kurakove ở tỉnh Donetsk. Phòng báo chí của lực lượng không quân tấn công Ukraine cho biết hôm ngày 30 tháng 7 rằng quân Nga đã phát động cuộc tấn công thứ hai với 57 xe bọc thép để phá vỡ hàng phòng thủ của lính dù Tavia trên mặt trận Kurakova. Song cuộc tấn công lớn của Nga một lần nữa kết thúc trong thất bại. Chỉ trong một ngày, quân Nga đã triển khai 10 xe tăng, 47 xe chiến đấu bộ binh, 10 xe máy và các thiết bị khác. Mặc dù có số lượng thiết bị áp đảo, mọi nỗ lực của đối phương một lần nữa đều trở nên vô ích. Trong trận chiến, quân đội Ukraine đã phá hủy 12 xe chiến đấu bộ binh, 8 xe tăng Nga, 9 xe máy. Ngoài ra, 36 lính Nga đã thiệt mạng và 32 người bị thương. Lực lượng không quân tấn công cũng đã đăng một video về cuộc tấn công bị đẩy lùi. Trước đó, hôm 24 tháng 7, những người lính của lữ đoàn công kích Taria số 79 báo cáo rằng họ đã đẩy lùi một trong những cuộc tấn công lớn nhất của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện trên mặt trận Kurakova. Vào thời điểm đó, người Nga đã triển khai đồng thời 11 xe tăng, 45 xe chiến đấu bọc thép của lực lượng đổ bộ và một xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng Temiano. Nga tấn công như vụ bão, đảo ngược thành quả của Ukraine ở hai làng chiến lược. Các binh lính Ukraine thừa nhận họ đã trải qua những cuộc giao tranh vô cùng ác liệt và cam go khi quân đội Nga tấn công dồn dập vào Urochane và Staromayoske. Giao tranh khốc liệt, Ukraine mất hai ngôi làng chiến lược. Trong nhiều tháng, các binh lính Ukraine ở phía đông nam đã có thể chống đỡ trước các cuộc tấn công của Nga. Thậm chí, với tình cảnh thiếu đạn pháo, lữ đoàn bộ binh cơ giới 58 đã đẩy lùi các cuộc tấn công dồn dập của đối phương trong khi cố gắng bảo vệ các thành quả hạn chế đạt được từ cuộc phản công năm ngoái. Lữ đoàn này đã gây thương vong và ngăn chặn cuộc tấn công của Nga, trong đó có cuộc tấn công sử dụng lữ đoàn thủy quân lục chiến tình nhuệ. Tuy nhiên, vào cuối tháng 3 năm 2024, quân đội Nga đã chuyển hướng tập trung sang hai ngôi làng nhỏ, Urochene và Staromaioske. Nga đã mất 3 tháng, và sau khi chiếm được Staromaioske vào tháng 6, cuối cùng họ đã có thể xuyên thủng phòng thủ của lực lượng Ukraine đang suy yếu và giành được Urochene ngày 14 tháng 7. Các binh lính Ukraine thừa nhận họ đã trải qua những cuộc giao tranh vô cùng ác liệt và chịu tổn thất ở Urochane và Staromayoske. Việc mất những ngôi làng này là một cú đánh mạnh vào các lực lượng của Ukraine. Điều này diễn ra giữa bối cảnh Nga tiếp tục đạt được những thành quả ổn định gần đây sau tiến tuyến trải dài 1.000 km và lực lượng bộ binh Ukraine từng phải chiến đấu vô cùng khó khăn để giành được chúng trong cuộc phản công đậm máu năm ngoái với các binh lính thuộc Lữ đoàn 58, những người đã chiến đấu để bảo vệ Urochane và các đơn vị của vệ binh quốc gia đồng hành cùng họ. Điều đó còn khó khăn gấp đôi. Khoảng 100 binh lính đã tử trận hoặc mất tích trong 3 tháng giao tranh ở ngôi làng này và các chỉ huy đang phải đối mặt với những lời buộc tội từ các chỉ huy quân sự cấp cao hơn khi thường yêu cầu các binh lính phải cố thủ tại các vị trí đến cùng. Giao tranh diễn ra trên những đống đổ nát và từ các căn hầm, có một vài chiến hào nhưng không có cấu trúc phòng thủ và không thể xây dựng chúng, binh lính Kare, 43 tuổi, chiến đấu ở Urochane từ những ngày đầu cho hay. Urochane chỉ bao gồm hai con đường và quân đội Nga đã chiếm được một nửa ngôi làng vào tháng 6 năm 2024, Kare cho biết, đồng thời nói rằng quá nhiều thứ bay quanh, những người bị thương chỉ có thể được sơ tán vào ban đêm, vì thế đã đến thời điểm mà việc cố thủ ở đây trở nên vô nghĩa khi thời điểm đó đến, cuối cùng các lực lượng của Ukraine đã buộc phải nhanh chóng rút khỏi ngôi làng. Tình thế NHÌN cân treo sợi tóc của quân đội Ukraine Một thành viên 40 tuổi thuộc lực lượng vệ binh quốc gia tên là Mark cho biết, được lệnh hỗ trợ bảo vệ Urochane ngày 8 tháng 7, đơn vị của anh trú ẩn dưới tầng hầm của một ngôi nhà đã chịu đựng việc bị Nga ném bom dữ dội suốt 4 ngày. Vào ngày 12 tháng 7, ngôi làng trở thành mục tiêu của các UAV. Chỉ huy của Anh cảnh báo rằng đơn vị Ukraine ở phía trước đã rút lui và nga đã chiếm được các vị trí trong một ngôi làng đối diện. Lúc đầu, những người này được lệnh rút lui đến một vị trí khác, nơi họ đã hoạt động một cách an toàn khi một cuộc bắn phá khác bắt đầu. Các bài báo chính thức của nga cũng mô tả những sự kiện tương tự. Một đơn vị súng trường cơ giới và các đội xe tăng của nhóm Vosto đã khiến đối phương kiệt sức, tạo điều kiện thích hợp cho cuộc tấn công cuối cùng. Sau đó, các nhóm xe bọc thép cùng các đơn vị tấn công di chuyển ra từ ba hướng, First Channel đưa tin. Mark miêu tả ba xe chở quân nhân Nga chạy ngang qua vị trí của anh lúc 6 giờ sáng, đưa bộ binh vào trận đường rút lui của họ, cuộc tấn công chính đã bắt đầu. Theo First Channel, thủy quân lục chiến Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn, sử dụng những chiếc xe địa hình vượt đồi cát để tiến hành một cuộc tấn công nhanh chóng vào ngôi làng. Đơn vị của Mark cũng được lệnh rút lui qua các cánh đồng bởi đường bộ đã bị Nga kiểm soát điều đó bắt đầu trong trật tự nhưng chỉ trong vài giờ nó trở thành một cuộc chạy đua tuyệt vọng dưới hỏa lực với những người bị thương và từ trận bị bỏ lại phía sau. Các UAV của đối phương liên tục bay lơ lửng trên đầu những nhóm binh lính đang rút lui, điều chỉnh pháo binh của đối phương. Mark viết một giờ sau anh gặp phải một vụ nổ và bị thương ở cả hai chân. Tôi không thể tiếp tục. Có một người đàn ông bị thương khác cũng đi cùng tôi. Mark cho hay một binh lính thuộc vệ binh quốc gia có biệt danh là Roberto đã dừng lại giúp họ. Dưới sự dẫn dắt của Ruberos, Mark cho biết anh đã bỏ qua những bụi cây thấp và một bãi mìn tới điểm tập trung những người bị thương được chỉ định. Người binh lính bị thương thứ hai cố gắng đi theo nhưng đã quá yếu và nói họ hãy để anh ở lại. Điều duy nhất tôi thực sự lo sợ là không thể gặp lại gia đình mình. Đó là động lực chính khi tôi phải bỏ qua mặt đất nóng chảy và thảo nguyên Donetsk dưới cây nắng như đổ lửa và không từ bỏ, Mark cho hay. Anh đã mất hơn 12 tiếng để đến một trạm y tế các thành viên của đại đội Mark đều sống sót thoát ra ngoài, nhưng các đại đội khác đều từ trận và bị thương. Nga đã treo cờ trên ngôi làng này vào buổi tối hôm đó, nhưng điều khó khăn nhất là giữ được ngôi làng khi các UAV của Ukraine bắt đầu tấn công họ. Binh lính Nga tên là Horst cho hay. Họ bắn từ mọi hướng, bầu trời đen ngòm UAV của họ, Horst nói về các binh lính Ukraine. Trong những cuộc trò chuyện sau khi ngôi làng thất thủ, các binh lính Ukraine trên mặt trận gần đó cho biết họ cảm nhận được sức ép từ ba cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào tháng 10, tháng 11 năm ngoái và tháng 12 năm nay. Rồi sau đó là ba tháng giao tranh ác liệt ở Urochane. Họ đã miêu tả lực lượng tấn công của Nga là một đội quân tràn đầy quyết tâm và động lực các thành viên của lữ đoàn 58 đã dành một ngày gần đây đã trú ẩn trong những chiến hào đầy bùn trên tiền tuyến gần Urochane, lắng nghe tiếng pháo và UAV đang đến cũng như đối phó với UAV phát nổ bằng các thiết bị gây nhiễu điện tử cầm tay. Khoảnh khắc nguy hiểm nhất với các binh lính là khi các đơn vị xoay vòng lực lượng trên tiền tuyến sau vài ngày bởi họ thường xuyên đối mặt với hỏa lực dữ dội. Quân đội Nga đối diện tình trạng cạn kiệt xe tăng vào năm 2025. Tờ Economist của Anh mới đây đã đưa ra một nhận định đó là quân đội Nga sẽ gặp phải tình trạng càng kiệt xe tăng, xe thiết giáp vào năm 2025. Ý kiến trên liệu có chính xác? Trong năm 2025, tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng xe tăng và xe thiết giáp trong quân đội Nga có thể sẽ khiến họ gặp phải rất nhiều khó khăn trên chiến trường Ukraine. Tình hình trên có thể dẫn đến việc Nga sẽ đánh giá lại việc đàm phán, ít nhất sẽ cố gắng hướng tới một thỏa thuận ngừng bán ngắn hạn nhằm tái xây dựng lực lượng. Ấn phẩm Economist cho rằng, trái với những gì vẫn được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, năng lực sản xuất thực tế của Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng của Nga trong việc sản xuất xe tăng mới là rất nhỏ. Bên cạnh đó, phần lớn xe tăng được bảo quản trong các kho dự trữ hiện không còn phù hợp để đưa vào sử dụng trở lại vì xuống cấp quá nặng nề. Cho nên, quân đội Nga đang gặp khó khăn lớn trong việc bù đắp tổn thất trên chiến trường để minh họa rõ hơn cho quan điểm của mình. Tờ Economist trích dẫn báo cáo của các cơ quan tình báo phương Tây, trong đó nhận xét Nga đã mất ít nhất 3.000 xe tăng và 5.000 xe thiết giáp trên chiến trường Ukraine. Để bù đắp thiệt hại, Nga chỉ có một cách duy nhất, đó là đưa những xe tăng đang được bảo quản tại các cơ sở lưu trữ ngoài giải Uros vào chiến trường. Đây là lý do giải thích vì sao sự xuất hiện của những chiếc T-54 và T-62 lạc hậu ngày càng phổ biến. Nhà máy Urovogon Zavod nổi tiếng hiện tại chỉ có khả năng sản xuất 30 xe tăng T90M mới mỗi năm, nghĩa là phần lớn những chiếc ProRip được bàn giao vừa qua là T90 và T90A được nâng cấp chứ không phải chế tạo từ đầu. Một thực tế nữa cần được nhắc tới đó là các biện pháp trừng phạt của phương Tây thực sự đã làm phức tạp thêm việc sản xuất xe tăng của Nga khi ngăn chặn Moscow nhập khẩu trực tiếp nhiều thành phần quan trọng. Mặc dù Nga có thể sử dụng thiết bị tương tự của Trung Quốc, nhưng các sản phẩm thay thế kém hơn rất nhiều về chất lượng và nguồn cung cũng chẳng dồi dào, vì Bắc Kinh cũng lo ngại sẽ trở thành đối tượng bị trừng phạt theo. Chuyên gia phân tích Michael Gerstedt đến từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IASS nói với ấn phẩm Economist rằng quân đội Nga có thể lấy thêm ít nhất 3.000 xe tăng đang được bảo quản, nhưng đây chỉ là lý thuyết. Nhà phân tích chắc chắn rằng những chiến xa nói trên sẽ không thể di chuyển dù chỉ một inch bởi vì tình trạng kỹ thuật của chúng đang ở mức cực kỳ tồi tệ sau hàng thập kỷ phơi mưa nắng ngoài trời. Với thực trạng trên tờ Economist đi đến kết luận rằng dự trữ xe tăng và thiết giáp của Nga có thể sẽ cạn kiệt vào năm 2025, khiến Bộ Quốc phòng nước này buộc phải từ bỏ các cuộc tấn công quy mô lớn nhưng cần lưu ý thêm, nhiều xe tăng Nga theo thống kê đã bị tiêu diệt, thực tế vẫn có thể quay lại chiến trường sau khi trải qua đợt sửa chữa lớn, tức là mất cạn kiệt mà tờ Economic đưa ra có độ vênh nhất định. Thậm chí nếu quá cấp bách, Nga có thể đưa toàn bộ số xe tăng tại quân khu Viễn Đông sang chiến trường Ukraine khi nhận thấy địa bàn này không đối diện nguy cơ xung đột vũ trang quy mô lớn, đồng nghĩa với nhận xét của tờ báo Anh khó lòng trở thành sự thật. Đức phản ứng với cảnh báo từ Nga về triển khai tên lửa tầm xa của Mỹ. Chính phủ Đức cho biết họ đã lưu ý những tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin, người nói rằng Nga có thể có biện pháp đối phó nếu Mỹ triển khai thêm nhiều tên lửa tầm xa hơn ở Đức theo kế hoạch. Theo đại phát thanh quốc tế Deutsche Welle, chính phủ Đức ngày 29 tháng 7 đã hạ thấp cảnh báo gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói rằng Moscow có thể điều chỉnh chiến lược quân sự của mình nếu Mỹ triển khai thêm tên lửa hành trình tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Đức theo kế hoạch trong những năm tới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Sebastian Fischer phát biểu tại một cuộc họp báo ở Berlin rằng Chúng tôi không để mình bị đe dọa bởi những tuyên bố như vậy. Trong khi đó, phó phát ngôn của chính phủ Đức Christian Hoffmann tiết lộ rằng Đức ghi nhận các bình luận của ông Putin nhưng cho rằng những thay đổi được đề xuất từ Berlin chỉ có tác dụng răng đe và cần thiết do những hành động của Nga ở Ukraine. Tổng thống Putin đã phát biểu tại một cuộc diễu hành hải quân ở St. Petersburg vào cuối tuần qua rằng, nếu Mỹ tiếp tục triển khai thêm vũ khí ở châu Âu có thể nhắm vào Nga, Moscow sẽ xem xét các biện pháp tương tự. Ông Putin đã so sánh tình hình hiện tại với cuộc chạy đua vũ trang vào cuối chiến tranh lạnh, khi Liên Xô phản đối việc triển khai tên lửa Pershing ở Tây Đức. Ông có buộc Mỹ đang có nguy cơ lặp lại kịch bản tương tự. Theo ông Putin, nếu Mỹ thực hiện kế hoạch triển khai vũ khí, Nga sẽ không còn tuân thủ lệnh tạm dừng đơn phương về việc triển khai vũ khí tấn công tầm trung và tầm ngắn, bao gồm cả việc tăng cường năng lực của các lực lượng ven biển của hải quân nước này. Ông ám chỉ rằng Nga có thể khôi phục các vũ khí đó, đặc biệt là sau khi hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF bị đình chỉ vào năm 2019. Trước đó, theo tuyên bố từ Washington và Berlin, Mỹ dự kiến triển khai các vũ khí mới bao gồm tên lửa SM-6, tên lửa hành trình Tomahawk cải tiến và một số vũ khí siêu vượt âm đang được phát triển ở Đức vào năm 2026. Động thái này được xem là phản ứng trước việc Nga triển khai tên lửa Iskander Kaliningrad, khu vực giáp ranh với Ba Lan và Litva. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Sebastian Fischer cho biết kế hoạch triển khai các loại vũ khí này là nhằm ngăn chặn việc sử dụng vũ khí của Nga nhằm vào Đức và các mục tiêu khác. Đây là một phần trong các nỗ lực nhằm duy trì sự cân bằng chiến lược ở châu Âu, nơi đã chứng kiến sự gia tăng căng thẳng giữa Nga và phương Tây. Mỹ không phân bổ vốn tái thiết nếu Kiev chưa trả hết nợ. Tình hình nợ của Ukraine với Mỹ có thể trở thành rào cản lớn ngăn việc tái thiết đất nước sau này. Mỹ khó có thể đầu tư vào việc tái thiết Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Vấn đề là Hoa Kỳ đã phân bổ rất nhiều tiền cho Kiev nhưng chưa nhận được lợi ích. Nhà phân tích Max Primorak của Trung tâm Tự do Margaret Hatcher đã đưa ra nhận định này trong một bài báo cho tạp chí National Interest. Theo vị chuyên gia, hiện tại mọi thứ đang hướng tới việc Mỹ sẽ không cấp tiền để khôi phục Ukraine. Cho tới nay, Washington đã đầu tư khoảng 175 tỷ đô la Mỹ vào Kiev và không nhận được lại gì. Chính quyền Ukraine không muốn hoàn trả ngay cả những khoản vay đã nhận, chưa kể các khoản đầu tư khác. Đối với Kiev, họ quen với việc nhận chứ không cho. Và chính thái độ này đối với các khoản nợ hàng tỷ đô la đã khiến người dân Mỹ phẫn nộ. Ukraine trước tiên sẽ phải trả hết các khoản nợ cũ để có thể nhận những khoản nợ mới. Vấn đề chính là người nộp thuế ở Mỹ không sẵn lòng thanh toán các hóa đơn khi Washington đã chi 175 tỷ đô Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine. Chuyên gia Primorak chia sẻ, Ngân hàng Thế giới ước tính việc tái thiết Ukraine sẽ tiêu tốn khoảng 500 tỷ đô la Mỹ, nhưng Tổng thống Zelensky đã yêu cầu nhiều hơn thế. Đồng thời, phần lớn cái gọi là khoản vay để khôi phục sẽ bao gồm phần tài sản bị đóng băng của Nga mà Kiev muốn nhận mà không có bất kỳ điều kiện nào, tức là miễn phí. Như văn phòng của Tổng thống Zelensky có nói, Nga sẽ phải trả tiền để khôi phục Ukraine. Quân Nga tiến công Veseloe áp sát đồ Nhiệt Trong 6 tháng qua, quân Nga đã kiểm soát khoảng 400 km chỉ riêng trên mặt trận Krasnoamei, khu vực Donetsk Oblast. Hai ngày trước, các đội tiền tiêu của Nga đã đột phá và tiến vào làng Veseloe. Đã tiến công khó cản. Hiện tại, 30% diện tích Veseloe, một ngôi làng chỉ cách thành phố Donetsk hơn 9 km, và chạy bên sườn sân bay đồ nhét cũ đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga, có những cuộc chiến giành trung tâm về -E. Phía Ukraine chống trả quyết liệt, một số xe thiết giáp và pháo tự hành đã được điều động khẩn cấp tới hỗ trợ lực lượng phòng thủ ở Veselue. Nhưng nhờ phối hợp chặt chẽ giữa không quân và các đơn vị bộ binh cũng như có được nguồn thông tin trinh sát chất lượng cao, nên quân Nga vẫn tiếp tục tiến công. Theo các phóng viên chiến trường, việc ngăn chặn Veselue thất thủ đang trở nên bất khả thi với lực lượng Ukraine. Cũng tại hướng tiến công về Donetsk, Bước phát triển đáng kể nhất của quân Nga được ghi nhận ở phía tây khu vực Ocheretino. Sau khi chiếm được Progress các đơn vị Nga di chuyển về phía tây dọc theo tuyến đường sắt, mở rộng vùng kiểm soát. Hiện tại, quân Nga đã tiến tới vùng ngoại ô Ivanovka. Lúc này, lực lượng pháo binh và không quân Nga đang chuẩn bị tấn công các vị trí của Ukraine trong các khu định cư này. Có lẽ các cuộc tấn công sẽ sớm bắt đầu trong ngày mai. Dezhensin bị bảo vệ. Tại khu vực Dezhensin, quân Nga tiến về khu định cư Kirovo-Pivnitsnoye đang có những trận chiến giành nhà văn hóa của thị trấn, nơi phía Ukraine bố trí thành một điểm phòng thủ mạnh. Tại khu định cư Novoproskoye, còn gọi là New York, quân Nga đang tiến tới làng Drovoska, Alexandropol và Patelesmorovka, tạo thành một khu vực kiên cố duy nhất, đánh bật đối phương ra khỏi vành đai rừng và kiểm soát một khu rừng nhỏ. Bộ chỉ huy Ukraine đang muốn dồn toàn lực về phía nhiệt. Hiện tại, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Alexander Syky đang khẩn trương chuyển quân dự bị đến gần đồ nhét hơn vì mặt trận của quân Ukraine ở đây đang sụp đổ hàng ngày, truyền thông Ukraine đưa tin. Nếu quân đội Nga vượt qua được tuyến phòng thủ được tăng cường này, điều này đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ mất Jensen, Krasnoyme, Kurakovo và một lượng lớn quân dự bị của họ. Krasnovoroska có như thất thủ. Đến tối ngày 27 tháng 7 có thông tin cho rằng phần chính của thành phố Krasnovoroska đã bị phía Nga kiểm soát, chỉ còn lại vùng ngoại ô phía xa nằm trong tay Ukraine quân Nga đã chiếm nhà máy xử lý nước và khu phức hợp gồm các tòa nhà lân cận. Các trang mạng xã hội của Nga viết rằng, tất cả các dãy nhà phía nam sông Lozovaya đều đã được lực lượng xung kích của Moscow kiểm soát và họ đang những bức ảnh có cờ Nga trên một trong những ngôi nhà ngoài cùng. Khu vực của trang trại Zerechye trước đây vẫn thuộc về phía quân Ukraine, kênh gì đưa tin. Các trang mạng khác của Nga cho rằng thành phố Krasnovorovska đã bị chiếm tới 90%. Ngoài ra, một đại diện của lực lượng vũ trang Ukraine với bề danh Alex cũng viết trước đó một ngày rằng quân Nga đang cố gắng dứt điểm Krasnovoroska khi triển khai 16 xe bọc thép tấn công vào các vị trí của Ukraine. Chia các lực lượng Ukraine ở Bakhmut Ở phía bắc phần phía đông của điểm nóng Chasovya, quân Nga đang mở rộng vùng kiểm soát tại tuyến kênh đào Sevesky Donetsk, Donbass, ở phía tây Kalinovska. Theo một số báo cáo, những đơn vị xung kích Nga đã giành được chỗ đứng ở phía tây của kênh. Theo kế hoạch tiến công, quân Nga tìm cách cắt đường cao tốc T-0504 giữa Krasnoyarsk và Konstantinovska. tuyến đường tiếp tế chính cho lực lượng Ukraine ở khu vực trải Sopia. Đồng thời, quân đội Nga đang mở rộng bàn đạp tại Ocheretino, đánh chiếm các ngôi làng xung quanh. Chuyên gia quân sự của tờ BIN Đức Julian Ropke tin rằng hai hoạt động này có liên quan với nhau. Đi thẳng đến đường cao tốc, quân Nga còn khoảng 6 km nữa là qua làng Vosdizhenka, nhưng quân Ukraine đã xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc ở đó và đang kìm hãm các cuộc tấn công trong khu vực hẹp này. Tuy nhiên nếu Nga kiểm soát thêm lãnh thổ ở phía tây, họ có thể giành được không gian tấn công và tiến về phía tuyến đường trên một mặt trận rộng lớn. Khi đó phía Ukraina sẽ khó phòng thủ hơn rất nhiều. Cuộc chiến ở Volchan vẫn dằng dài. Ở khu vực mặt trận phía bắc đang diễn ra những trận chiến khốc liệt trên đường phố trong các khu dân cư của Volchan. Phía Ukraina sau những nỗ lực không thành công trước đó nhằm tấn công các vị trí của Nga đã tập hợp lại và khắc phục hậu quả chiến tranh. Tại khu vực làng Staritsa, quân Ukraine tăng cường đánh chiếm khu định cư và tấn công các vị trí của Nga hai lần trong một ngày nhưng không thành công. Ở Volchan, quân Ukraine đã thu lại được một lượng đạn pháo tại khu vực nhà cao tầng bỏ trống mà trước đây từng rơi vào tay quân Nga. Các đơn vị Ukraine tại đây lập tức pháo kích vào những vị trí của Nga trong khi đối phương cũng khai hỏa để đáp trả bằng súng cối và những dàn rocket phóng loạt. Được biết, các nhóm xung kích của cánh quân miền Bắc đang tới hỗ trợ lực lượng vây hãm Volchan trong khi không quân Nga cũng đang tấn công đối phương khá tích cực ở khu vực này. Ba Lan phối hợp với đồng minh trong NATO bắn hạ UAV và tên lửa của Nga ở Ukraine. Ba Lan sẽ khởi động chiến dịch quân sự bình minh phương Đông vào đầu tháng 8 tới để tăng cường an ninh không phận. Chiến dịch này có khả năng mở rộng đến miền nam Ukraine với sự hỗ trợ của Romania, phản ánh nỗ lực phối hợp của NATO trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Nga. Theo báo Nezavizismaya Gateza của Nga, Ba Lan sẽ khởi động chiến dịch quân sự Bình Minh Phương Đồng từ ngày 1 tháng 8 tới để tăng cường an ninh. Chiến dịch không chỉ tập trung vào việc bảo vệ không phận Ba Lan mà còn có khả năng mở rộng phạm vi hoạt động đến miền Nam Ukraine với sự hỗ trợ từ Romania. Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng thông báo về chiến dịch Safe Polazi ở biên giới phía đông, tăng cường số lượng quân tại đây từ 6.000 lên 17.000 người. Theo thư ký báo chí của Bộ Chỉ huy tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan, Jacek mục tiêu của chiến dịch là giám sát không phận, xác định và vô hiệu hóa các mối đe dọa tiềm ẩn ông Korizensky nhấn mạnh rằng chiến dịch sẽ tăng cường khả năng phối hợp và hiệu quả hành động của các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy tác chiến, cùng với việc hợp tác chặt chẽ với các đồng minh NATO. Hành động của Ba Lan được xem là phản ứng trực tiếp trước các hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine, đặc biệt là nguy cơ vi phạm không phận Ba Lan từ các thiết bị bay không người lái UAV của Nga. Dù chưa có thông báo chính thức về việc bắn hạ UAV Nga trên bầu trời Ukraine, viễn cảnh này đã được đề cập trong thỏa thuận an ninh giữa Ba Lan và Ukraine ký ngày 8 tháng 7 vừa qua. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người đầu tiên đề cập đến khả năng này. Sự tham gia của Romani và NATO Romani có thể sẽ tham gia cùng Ba Lan trong việc đánh chặn các mục tiêu trên không phận Ukraine. Hiện tại, Mỹ và NATO đang tổ chức các cuộc diễn tập tại Romani, bao gồm cả lực lượng không quân và phòng không. Sự tham gia của Romani trong việc đối phó với các UAV Nga đã được nhắc đến sau khi phát hiện mảnh vỡ UAV trên lãnh thổ nước này. Việc tạo ra một chiếc ô phòng không trên không phận Ukraine có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, Chuyên gia quân sự Nga Đại tá đã nghỉ hưu Vladimir Popov cho rằng các hành động này có thể liên quan đến việc chuyển giao máy bay F-16 của Mỹ sang Ukraine. Sự leo thang của cuộc xung đột với sự tham gia của máy bay F-16 và thiết lập các vùng cấm bay ở miền Nam và miền Tây Ukraine là điều có thể xảy ra. Theo chuyên gia Popov, Ukraine với sự hỗ trợ của NATO đang chuẩn bị cho các kế hoạch tấn công và không có ý định đàm phán hòa bình với Moscow. Các sự kiện gần đây cho thấy xung đột Nga-Ukraine đang tiếp tục leo thang với sự can dự tích cực của các lực lượng quốc tế. Việc Ba Lan khởi động chiến dịch bình minh phương Đông và khả năng phối hợp với Romani trong việc đánh chặn các mục tiêu trên không phận Ukraine đặt ra nhiều thách thức với khu vực. Việc giải quyết xung đột Nga-Ukraine đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và các giải pháp ngoại giao sáng suốt từ tất cả các bên liên quan. Đòn tấn công kép kinh hoàng bằng bom vào điểm trú quân của Ukraine Đòn tấn công kép chính xác bằng bom lượn có điều khiển của không quân Nga vào điểm trú quân bí mật của Ukraine ở vùng Zaporozhye. Đó là kết quả của hành động phối hợp chặt chẽ giữa tình báo và không quân Nga. Một đoạn video xuất hiện trên Internet cho thấy hành động phối hợp của những chắc thủ điều khiển UAV trinh sát và phi hành đoàn máy bay chiến đấu tiêm kích bom của không quân Nga để tiến công một mục tiêu của Ukraine. Việc phối hợp hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa các lực lượng khác nhau có tầm quan trọng để tiến hành tấn công các mục tiêu theo thời gian thực. Đoạn video cho thấy sự phá hủy điểm triển khai quân tạm thời TDP của Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ độc lập số 102 của quân đội Ukraine tại làng Yuyankole. Sau khi UAV trinh sát của Nga phát hiện vị trí trú quân bí mật đầu tiên tại ngôi làng, các phi công thuộc Trung đoàn Không quân tiêm kích bom của Quân đoàn Phòng không cờ đỏ số 11 từ Viễn Đông đã nhanh chóng xử lý, phá hủy hoàn toàn một phần của tòa nhà bằng bom lượn có điều khiển nặng 1.500 kg. Sau đó, UAV trinh sát của Nga đã ghi lại hoạt động di chuyển của các nhóm sơ tán cứu hộ của Ukraine. UAV trinh sát đã theo dõi các chuyển động và xác định vị trí trú quân thứ hai và tiếp sau đó một quả bom lượn có điều khiển đánh chính xác phá hủy mục tiêu. Gần đây, các nguồn tin phương Tây và Ukraine bắt đầu nói về việc tập trung các đơn vị chủ lực của quân đội Nga tại khu vực thành phố Pologi, vùng Zaporozhye, có thể tấn công vào Guliapolye trong thời gian tới. Do vậy, quân đội Ukraine đang biến Guliapolye thành một căn cứ quân sự kiên cố để phòng thủ theo hướng này, và đó cũng là mục tiêu tiến công của không quân Nga. Đức lên tiếng báo động về tình trạng khẩn cấp ở Ukraine. Mất quyền kiểm soát Minograd, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ đối mặt với sự sụp đổ của mặt trận. Tờ Giai của Đức cho biết, Minograd nằm trên tuyến đường tiếp tế chính giữa Porok và Chasovia. Hầu hết hoạt động hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực đều phụ thuộc vào nó. Nếu quyền kiểm soát thành phố được chuyển sang tay người Nga và đường tiếp tế bị gián đoạn thì Ukraine sẽ phải đối mặt với nguy cơ này. Cần lưu ý rằng, nếu không thiết lập được hệ thống hậu cần, vị thế của quân đội Ukraine có thể thay đổi đáng kể. Tác giả bài báo cũng cho biết thêm, tình hình quân đội Ukraine ở hai trong ba khu vực quan trọng nhất của mặt trận đã xấu đi rất nhiều trong bối cảnh Nga tấn công. Tuy nhiên, mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn ở phía Tây. Trên mặt trận ở khu vực, các đơn vị Nga tiến về phía Tây đã có thể chiếm được làng Progress và dường như đã bao vây gần như hoàn toàn các vị trí của Ukraine ở phía bắc khu định cư này, tờ dài nhận định. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 28 tháng 7, Tổng thiệt hại của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua lên tới 1.930 người, 4 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, hai phương tiện chiến đấu hệ thống tên lửa phóng loạt, 23 pháo giã chiến và súng cối, cùng 28 đơn vị đặc nhiệm xe quân sự. Ukraine tấn công máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Nga Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một căn cứ không quân xa xôi của Nga ở Bắc Cực, phá hủy ít nhất một máy bay ném bom chiến lược, theo báo cáo. Truyền thông Ukraine cho biết, Cuộc tấn công vào sân bay Olenia ở vùng Musman đã làm hư hại một máy bay ném bom tên lửa siêu thanh tầm xa Tupolev Tu-22M3 có thể bắn tên lửa chống hạm hạng nặng AS-4 hoặc tên lửa hành trình Kh-22. Theo lực lượng không quân Ukraine, Ukraine đã bắn hạ một chiếc Tu-22M3 lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 4 khi máy bay rơi ở vùng Stavropol của Nga, ngay sau khi Nga phát động một cuộc tấn công vào khu vực Dnipropetrovsk của Ukraine. Một nguồn tin trong cơ quan tình báo quân sự Ukraine nói với tờ Kyiv Independent rằng họ đứng sau vụ tấn công ngày 27 tháng 7, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về việc liệu có máy bay nào khác bị bắn trúng hay không. Sân bay Olenia cách biên giới Ukraine hơn 1.200 dặm và chỉ cách phần lan 120 dặm, điều khiến Moscow tức giận khi nước này gia nhập NATO vào năm 2023. Vào tháng 5, tờ Barents Observer đưa tin hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đã triển khai tới sân bay hai máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và 14 máy bay ném bom chiến lược TU-95 có thể mang theo cả tên lửa hành trình thông thường và tên lửa hành trình hạt nhân. Người dùng X ủng hộ Ukraine khoe khoang về các báo cáo về cuộc không kích ngày 27 tháng 7 vẫn chưa được xác nhận độc lập. Máy bay không người lái của Ukraine đã bắn trúng một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga tại Olenia, cách biên giới 1.800 km. gần Nordit đang trên X bên cạnh bản đồ hiển thị khoảng cách giữa sân bay và Ukraine. Nguồn tin tình báo Kyiv Independent cũng nhắc đến các cuộc tấn công khác vào các sân bay nằm sâu trong lãnh thổ nước Nga. Trong đó có một cuộc tấn công vào sân bay Diakilevo ở vùng Ryazan, cách Moscow khoảng 100 dặm về phía đông nam, nơi cũng có các máy bay Tu-95MS, Tu-22M3, Tu-134UBL và Ilyushin đời thứ hai 78, cũng như một nhà máy sửa chữa máy bay. Người dùng mạng xã hội đưa tin về các vụ nổ. Nhưng Bộ Quốc Phòng Nga cho biết lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ máy bay không người lái trên bầu trời Ryazan, cũng như bốn khu vực khác của Nga giáp với Ukraine. Ukraine bị cấm bắn vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp vào lãnh thổ Nga vì lo ngại trong số các đồng minh của Kiev rằng điều này sẽ làm leo thang chiến tranh. Tuy nhiên, Ukraine thường xuyên phóng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga để tấn công các mục tiêu quân sự và năng lượng, thường không trực tiếp nhận trách nhiệm. Riêng tờ Kiev Independent đưa tin rằng ba chiếc trực thăng đã bị hư hại trong tuần qua trong các hoạt động phá hoại do cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR điều phối. Một nguồn tin cho biết, Ukraine đã phá hoại các trực thăng Mi-28 và K-226 vào ngày 21 tháng 7 tại Trung tâm Chế tạo Trực thăng Quốc gia có trụ sở tại Moscow, nơi xảy ra vụ nổ. Theo nguồn tin, chính quyền Nga đã che giấu thông tin chi tiết về vụ việc, đồng thời cho biết thêm rằng một hoạt động khác của Ukraine đã phá hủy một chiếc trực thăng Mi-8 vào ngày 24 tháng 7 tại sân bay quân sự Samara Kriat ở khu vực Samara, cách biên giới 500 dặm. Kế hoạch của ông Zelensky khi cuộc chiến Ukraine lên đến đỉnh điểm Tướng dự bị Đức Haran Kuyat cho biết trong một cuộc phỏng vấn với cổng thông tin Nasden Senten rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky muốn tiếp tục cuộc xung đột giữa Nga và NATO leo thang để duy trì quyền lực. Vị tướng nói, khi cuộc chiến ở Ukraine lên đến đỉnh điểm, có vẻ như ông Zelensky muốn cuộc chiến giữa Nga và NATO leo thang như cách duy nhất để ông tránh được một thất bại quân sự thảm khốc và tiếp tục tại vị. Viên sĩ quan đã nghỉ hưu chỉ ra rằng việc đàm phán đổ vơ với Nga là một tính toán sai lầm nghiêm trọng của phương Tây và Ukraine vì những hậu quả tiêu cực về kinh tế và chính trị đối với Kiev cùng các đồng minh của nước này đã lên đến mức rất lớn. Kuyat kết luận, cho dù cuộc chiến này kết thúc như thế nào, thì ngày nay bên thua cuộc đã rõ ràng người dân Ukraine và châu Âu. Vào cuối tháng 11, người đứng đầu đảng đầy tớ của nhân dân của Tổng thống Zelensky tại Vekhovna Rada và thành viên của Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo David Arakhamia nói rằng các hoạt động quân sự ở Ukraine có thể đã kết thúc vào mùa xuân năm 2022, nhưng chính quyền Ukraine không đồng ý với vị thế trung lập của nước này. Sau cuộc đàm phán với phía Nga ở Istanbul, Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là ông Boris Johnson đã kêu gọi Kiev không ký bất cứ điều gì với Moscow và chỉ chiến đấu. Vào giữa tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra sáng kiến nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine một cách hòa bình. Ông tuyên bố rằng để bắt đầu đàm phán, chính quyền Kiev phải rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ của các khu vực mới sát nhập vào Nga, gồm Donetsk, Lugan, Kherson và Zaporozhye. Ông lưu ý rằng sự thù địch sẽ chấm dứt ngay sau khi đạt được thỏa thuận với điều kiện này. Ngoài ra, Kiev phải chính thức từ bỏ ý định gia nhập NATO và thực hiện phi quân sự hóa, cũng như chấp nhận quy chế trung lập, không liên kết và không có hạt nhân. Ukraine cũng phải công nhận quy chế của các khu vực Crimea, Sevastopol, DPR, LPR, Kherson và Zaporozhye là các khu vực của Nga. Ông còn đề cập đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Moscow. Người Mỹ kinh hoàng trước tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine ở tiền tuyến Cựu nhà phân tích của CIA Larry Johnson cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Daniel Davis Deep Dive rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang phải chịu tổn thất tương đương một lữ đoàn mỗi ngày. Ukraine đang mất tới 2.000 người mỗi ngày, họ mất một lữ đoàn mỗi ngày, họ không có quân dự bị vô hạn. Chỉ trong 6 tháng, tôi nghĩ số người chết là 55.000 người, thật khủng khiếp. Ông lưu ý trong một cuộc phỏng vấn. Theo nhà phân tích, quân đội Nga đang cắt đứt các tuyến tiếp tế chính mà người Ukraine dựa vào trong 10 năm qua ở Donbass. Kết quả là lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn, ông Johnson nói thêm. Cựu chuyên gia của CIA nói rằng, ở đây có thể vẽ ra một sự song song, một thứ xảy ra với Tổng thống Joe Biden giờ cũng đang xảy ra với Ukraine. Khi ông Biden rút lui dần, sự sụp đổ của Ukraine ngày càng gia tăng. Theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hôm 27 tháng 7, tổng thiệt hại mỗi ngày của quân đội Ukraine lên tới 1.910 người, 14 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác. 30 khẩu pháo giã chiến và súng cối, cũng như 29 đơn vị xe quân sự đặc biệt. Bên cạnh đó, sĩ quan quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Daniel Davis nói trên kênh YouTube Deep Dive cho rằng Ukraine không thể chịu đựng được các cuộc tấn công tên lửa của Nga trên khắp đất nước. Ý tôi là tên lửa của Nga đã xâm nhập toàn bộ đất nước và chúng gần như không thể ngăn chặn được, ông nói. Ông nhấn mạnh đến tên lửa có sức nổ mạnh và bom thông minh mà quân đội Nga phóng từ máy bay chiến đấu. Davis nhấn mạnh rằng, ngay cả khi lực lượng vũ trang Ukraine nhận được Patriot hoặc bất kỳ hệ thống phòng không quan trọng nào khác, phương Tây vẫn không thể cung cấp cho họ số lượng đạn pháo cần thiết. Vào tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố khởi động sản xuất hàng loạt bom trên không có sức nổ mạnh 3 tấn, FAB-3000. Như chuyên gia quân sự Nga Alexei Leonkov nói với Ria Novosti, quả bom trên không nặng 3 tấn có sức công phá lớn đến mức nó có thể được sử dụng để tấn công các khu vực đặc biệt kiên cố, Ngoài ra, các công nghệ mới trên thực tế sẽ biến nó thành một loại vũ khí có độ chính xác cao. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga tích cực sử dụng bom trên không, được trang bị mô đun điều chỉnh và lập kế hoạch phổ quá new MPC trong khu vực quân sự phía Tây Bắc. Máy bay chiến đấu có thể tấn công vào các khu vực kiên cố của lực lượng vũ trang Ukraine mà không phải hứng chịu hỏa lực từ hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Lữ đoàn cận vệ tổng thống của quân đội Ukraine bị vây ở Progress. Trong cuộc vây hãm bất ngờ, Lữ đoàn cận vệ tổng thống của quân đội Ukraine bị bao vây ở làng Progress. Hai tiểu đoàn bị quân Nga đánh cho tổn thất nặng. Ở chiến trường miền đông đầy khói thuốc súng của Ukraine, một trận chiến quyết định đang diễn ra ở làng Progress, phía tây thành phố Avdiivka. Đơn vị tinh nhuệ của Ukraine, đó là lữ đoàn cận vệ tổng thống, không may rơi vào vòng vây của quân đội Nga. Cuộc vây hãm bất ngờ này không chỉ kiểm tra khả năng hiểu biết chiến thuật và ý chí của đơn vị được mệnh danh là tinh nhuệ và trung thành bậc nhất của quân đội Ukraine mà còn thách thức hệ thống chỉ huy và khả năng ứng phó khẩn cấp của họ đến mức tối đa. Khi màn đêm buông xuống, cuộc tấn công của quân Nga trở nên khốc liệt hơn, với hỏa lực pháo binh liên tục bắn phá tới từng mét vuông trận địa của quân Ukraine. Các tiểu đoàn 1 và 3 của lữ đoàn bộ binh cơ giới 31, với tư cách là lực lượng nòng cốt của lữ đoàn cận vệ tổng thống, đã thể hiện sự kiên trì và dũng cảm đáng kinh ngạc khi đối mặt với đối phương mạnh gấp nhiều lần của mình. Các binh sĩ của lữ đoàn cận vệ tổng thống dựa vào những công sự đổ nát, dùng sức người ngăn cản các đợt xung phong và tấn công bằng hỏa lực của đối phương, nên mỗi cuộc phản công đều có vẻ đặc biệt bi thảm. Tuy nhiên, dưới đòn kép của cuộc giao tranh ác liệt liên tục và hỏa lực vượt trội của quân Nga, thương vong của hai tiểu đoàn này tiếp tục tăng cao và cuối cùng họ phải gánh cái giá đau đớn là mất đi hai tiểu đoàn trên chiến trường. Sự dũng cảm của những người lính Ukraina có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Cùng lúc đó, sở chỉ huy của lữ đoàn cận vệ tổng thống gần như mất kiểm soát, tình hình chung trong tình trạng hỗn loạn, liên lạc bị gián đoạn, chỉ huy thất bại và nhiều sĩ quan giàu kinh nghiệm không may thiệt mạng trong chiến đấu. Điều này chắc chắn đã khiến tình hình vốn đã khó khăn càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng dù vậy, ban chỉ huy lữ đoàn 31 vẫn không bỏ cuộc. Họ biết rằng việc rút lui vào lúc này sẽ đồng nghĩa với sự sụp đổ của toàn mặt trận, nên họ đã chọn cách bám trụ và dùng những hành động thiết thực để động viên cấp dưới ở lại chiến đấu. Vùng Poltava nằm sâu trong hậu phương Ukraine, một trận chiến thầm lặng khác cũng đang diễn ra, sự tiến công chính xác từ xa của quân đội Nga đã gây ra bầu không khí căng thẳng xung quanh các sân bay Mikorod và Vonesen. Mặt khác, quân đội Ukraine đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho khả năng triển khai máy bay chiến đấu F-16 ở miền trung Ukraine, cố gắng xoay chuyển cục diện cuộc chiến thông qua sự hỗ trợ trên không ở mức độ cao này. Công tác giám sát, kiểm tra tại sân bay diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm, từng phút từng giây đều rất quan trọng. Cả Isman ở Odessa đã trở thành một mục tiêu khác của UAV tự sát Zeran 2 của Nga các cuộc tấn công vào ban đêm giống như sự xuất hiện của thần chết. Ít nhất 8 cuộc tấn công chính xác đã khiến cơ sở hạ tầng càng bị hư hại. Thiệt hại đối với các trung tâm sửa chữa và các bồn chứa nhiên liệu càng làm trầm trọng thêm những khó khăn về cung ứng hậu cần của quân đội Ukraine. Những video lan truyền trên mạng xã hội khiến mọi người có thể cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh. Những tuyên bố lạc quan của các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu Ukraine nhạt nhòa so với thực tế khắc nghiệt ở tiền tuyến. Đường tiếp tế tại khu vực Oleda cũng đang gặp nguy hiểm một khi bị cắt đứt hoàn toàn, khu vực này có thể nhanh chóng rơi vào quyền kiểm soát của quân đội Nga và tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine sẽ có một lỗ hổng chí mạng. Khu vực Donbass, đặc biệt là phía tây Avdiivka, Torres, Chasovya và Uleda đã trở thành tâm điểm tranh giành giữa hai bên. Các tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine đang phải chịu áp lực lớn chưa từng có ở những nơi này. Để ổn định tình hình chiến trường, quân đội Ukraine phải cân nhắc điều động lực lượng dự bị từ các khu vực khác để tăng viện cho mặt trận Donbass nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc các khu vực khác có thể phải đối mặt với mối đe dọa từ quân Nga. Số phận của Porovsko, Torres và những nơi khác trở thành chìa khóa xác định hướng đi của toàn bộ cuộc chiến. Đối với những bí mật quân sự lớn được Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tiết lộ như thu hồi bán đảo Crimea, thế giới bên ngoài nhìn chung tỏ ra thận trọng và tin rằng đây là tuyên bố mang tính răn đe chiến lược hơn là tính thực tế. Trong tình hình chiến trường hiện nay, nhiệm vụ hàng đầu của quân đội Ukraine vẫn là ổn định tuyến phòng thủ hiện có và tìm kiếm cơ hội phản công thay vì hấp tấp phát động đợt tấn công mới. Quân đội Nga dựa vào những bước tiến vững chắc và kết quả thực tế trên chiến trường, nhưng chưa thể bẻ gãy được sự kháng cự từ phía quân đội Ukraine. Nga đe dọa tái sản xuất vũ khí hạt nhân tầm trung Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga có thể sản xuất trở lại vũ khí hạt nhân tầm trung nếu Mỹ quyết bố trí tên lửa tầm xa ở Đức. Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Nga đưa ra trong bài phát biểu tại lễ duyệt binh ngày Hải quân ở thành phố Saint Petersburg. Trong bài phát biểu, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ thực hiện các biện pháp tương tự để triển khai các hệ thống vũ khí hạt nhân tầm trung dựa trên hành động của Mỹ và các nước vệ tinh của họ tại châu Âu và các khu vực khác trên thế giới. Trước đó, Điện Kremlin vào giữa tháng này đã cảnh báo một số thủ đô tại châu Âu sẽ nằm trong tầm bắn tên lửa của Nga nếu Mỹ quyết đưa tên lửa tầm xa đến Đức. Mỹ và Đức chưa bình luận về tuyên bố của Nga. Pháo binh giúp quân đội Nga tiến vào vùng Kharkov như thế nào? Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đội pháo binh D-30 của nhóm quân CV đã tấn công vào các công sự của bộ binh Ukraine, nhờ đó binh sĩ của lực lượng vũ trang Nga đã tiến về phía trước trong khu vực Kharkov. Các quân nhân đã thực hiện một số nhiệm vụ tiêu diệt từng mục tiêu riêng lẻ của đối phương, thực hiện hỏa lực tập trung và cố định. Bằng cách này, các lính pháo binh đã giúp bộ binh của chúng tôi tiến lên và chiếm giữ các vị trí thuận lợi hơn trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt, đại diện Bộ Quốc phòng nói với các phóng viên. Người ta làm rõ rằng các tổ lái pháo D30 122 ly bắn ở cự ly 15 km bằng đạn phân mảnh có sức nổ cao, tiêu diệt kẻ thù ngay cả trên đường tiếp cận vị trí của chúng. Bộ Quốc phòng cho biết thêm, các quân nhân phải làm việc hàng ngày trong những điều kiện khác nhau, nhưng các đội được huấn luyện chỉ dành vài phút sau khi tiếp nhận mục tiêu trước khi bắn một phát súng. Một ngày trước, Bộ Quốc phòng báo cáo rằng các đơn vị thuộc nhóm quân miền Bắc của Nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công của các lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine trong vòng 24 giờ đối phương thiệt hại tới 165 quân Nhật. Cựu nhà phân tích của CIA Larry Johnson cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Daniel Davis Deep Dive rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang phải chịu tổn thất tương đương với một lữ đoàn mỗi ngày. Ukraine đang mất mát tới 2.000 người mỗi ngày. Họ mất một lữ đoàn mỗi ngày. Họ không có quân dự bị vô hạn. Chỉ trong vòng 6 tháng, tôi nghĩ số người chết là 55.000 người. Thật khủng khiếp. Ông lưu ý trong cuộc phỏng vấn. Theo nhà phân tích, quân đội Nga đang cắt đứt các tuyến tiếp tế chính mà người Ukraine dựa vào trong 10 năm qua ở Donbass. Kết quả là lực lượng vũ trang Ukraine đang trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn, ông Johnson nói thêm. Nga chiếm thêm một ngôi làng ở phía đông Ukraine, tiếp tục tiến quân về Pokrov. Ngày 27 tháng 7, Nga tuyên bố quân đội nước này vừa chiếm được ngôi làng Lozuvaska thuộc vùng Donetsk nằm ở phía đông Ukraine, tạo bàn đạp tiến quân về hướng thành phố Pokrov ngôi làng Lozuvaska nằm cách thành phố Porok, Ukraine, mục tiêu chiến lược mà quân đội Nga đang nhắm tới khoảng 24 km. Theo bản đồ chiến trường tình báo nguồn mở, nhờ vị trí thuận lợi nằm ở ngã tư đường bộ đường sắt, Porok là mô điểm hậu cần quan trọng cho quân đội và dân thường ở phía đông. Hiện tại, Ukraine vẫn chưa xác thực thông tin trên. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố đã ngăn chặn thành công 37 cuộc tấn công của quân Nga tại khu vực này. Tên lửa Iskander-M của Nga đánh trúng kho vũ khí hạng nặng Ukraine ở Kramatorsk. Quân đội Nga tiếp tục sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander M để đánh thẳng vào các cơ sở hậu cần, kho đạn dược, phá hủy được lượng lớn vũ khí hạng nặng của đối phương. Phía Nga cho biết, vụ tập kích của họ bằng tên lửa đạn đạo Iskander M đã phá hủy một bệ phóng HIMARS, 5 bệ phóng pháo phản lực BM-21 Grad, 5 xe tăng và 10 xe thiết giáp của quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ thực hiện vụ tấn công vào kho vũ khí của Ukraine nằm trong khu công nghiệp của thành phố Kramatorsk ở tỉnh Donetsk. Ukraine chật vật giữ phòng tuyến, tìm cơ hội đàm phán với Nga qua Trung Quốc. Ngoại trưởng Ukraine Dmitro Kuleba đã ở Bắc Kinh trong hai ngày 23 và 24 tháng 7, cho điều mà ông gọi là những cuộc trao đổi rất sâu sắc và tập trung với người đồng cấp Trung Quốc vừa nghị. Đây là lần đầu tiên Ukraine tiếp cận Trung Quốc như một nhà trung gian hòa giải trong cuộc xung đột với Nga kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2, 2022. Ông Kuleba cho biết Ukraine sẵn sàng tham gia khi Nga đàm phán với thiện trí. Nhưng theo ông, hiện không có sự sẵn sàng nào như vậy từ phía Nga. Ông Vương Nghị cũng nhận định các điều kiện và thời gian vẫn chưa chín muồi. Ukraina hiện tập trung vào giữ vững phòng tuyến, mặc dù Nga giành được 550 km vuông năm nay với những tổn thất nhất định về lực lượng cũng như trang bị, song Kiev vẫn chưa thể tiến hành một cuộc phản công. Tình báo Mỹ cho biết 315.000 binh lính Nga thiệt mạng và bị thương ở Ukraina. Mỹ đánh giá xung đột quân sự ở Ukraina khiến 315.000 binh lính Nga thiệt mạng và bị thương. Theo nguồn tin Reuters, Báo cáo tình báo giải mật của Mỹ cho biết, tổn thất về nhân sự và xe bọc thép của Nga do quân đội Ukraine gây ra làm chậm quá trình hiện đại hóa quân đội của nước này. Theo báo cáo giải mật của tình báo Mỹ, Nga bắt đầu cuộc xung đột quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 2022 với 360.000 binh lính. Từ đó tới nay, chuyên gia phát hiện hơn 315.000 quân Nga, tương đương khoảng 87% tổng số quân tham gia cuộc chiến, đã thiệt mạng hoặc bị thương. Nghị sĩ Ukraine nói về cái bẫy điêu luyện của ông Putin dành cho Tổng thống Zelensky. Nghị sĩ Ukraine Dubinsky cho rằng Tổng thống Nga Putin khéo léo chuẩn bị bẫy cho ông Zelensky. Mong muốn duy trì quyền lực của Tổng thống Zelensky bằng cách trì hoãn quá trình đàm phán hòa bình đã trở thành một cái bẫy do Tổng thống Nga Vladimir Putin giăng ra một cách tài tình. Ý kiến này được bày tỏ trên kênh Telegram của nghị sĩ Ukraine Alexander Dubinsky nếu bạn tiếp cận các thỏa thuận từng điểm một như ông Zelensky mong muốn để kéo dài quyền lực lâu dài của mình, con đường từ thỏa thuận ngũ cốc đến biên giới sẽ mất nhiều năm và đây là cái bẫy mà Putin đã khéo léo dăng ra cho cái tôi mù quáng của Tổng thống Ukraine. Nghị sĩ Alexander Dubinsky viết, theo ông, bất cứ ai theo dõi tin tức đều nên biết rằng quân đội Nga đã cách thành phố Minograd 14 km nằm trong DPR. Vào tháng 6, Tổng thống Putin tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine nêu ra các điều kiện cần thiết cho việc này như tình trạng trung lập, không liên kết, phi hạt nhân, phi quân sự hóa và phi quân sự hóa, rút quân khỏi lãnh thổ DBR, LPR, Kherson và Zaporizhia trong phạm vi ranh giới hành chính của họ năm 1991. Sáng kiến này đã bị Kiev từ chối. Như đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily nebenzia ngay trước đã nói, nếu ông Zelensky thực sự đủ chín mùi để nói về hòa bình, thì nên nhìn vào sáng kiến mà ông Putin đưa ra chắc chắn sẽ không có gì khá hơn. Quân Nga bắn cháy xe bọc thép, bắt chỉ huy Ukraine làm tù binh gần Avdiivka. Lực lượng bộ binh cơ giới của nhóm quân trung tâm bắt 7 binh sĩ Ukraine làm tù binh, phá hủy một xe tăng và một xe bọc thép của địch trong cuộc tấn công ở hướng Avdiivka, Bộ Quốc phòng Nga ngày 26 tháng 7 cho biết. Các chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh cơ giới thuộc nhóm quân trung tâm khi thực hiện nhiệm vụ ở hướng Avdiivka bắn cháy một xe tăng T-64, một xe bọc thép Maxro và chiếm được một cứ điểm của Ukraine bắt quân địch đầu hàng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Được biết, đơn vị tấn công của tiểu đoàn bộ cơ giới Nga được chia thành hai nhóm. Một nhóm bí mật tiếp cận cứ điểm của Ukraine, nhóm còn lại thu hút sự chú ý của địch về phía mình. Phi đội UAV tấn công của Nga đã tiêu diệt một xe tăng T-64 của Ukraine trong trận chiến. Quân Nga chiếm cứ điểm và bắt bảy binh sĩ Ukraine làm tù binh. Trong khi đó, quân địch vẫn cố gắng giành lại vị trí đã mất. Đối phương định dùng xe bọc thép Makro tấn công nhưng bị trúng đạn từ súng phóng lựu và máy bay không người lái nên cuối cùng đã phải đầu hàng. Bản tin của Bộ Quốc phòng cho biết, Bộ Quốc phòng nga thông báo nhóm quân trung tâm đã bắt được một đại đội trưởng thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập 151 của Ukraine. Đây là Lữ đoàn được cấp tốc thành lập ở Dniprovetsrop vào mùa thu năm 2023. Tôi đích thân dẫn đầu một toán quân mang lương thực và nước uống đến các vị trí, đồng thời tìm hiểu lý do tại sao họ ngừng liên lạc nhiệm vụ là lập các chốt quan sát và ngăn chặn đối phương không còn dự trữ tâm lý và tinh thần chiến đấu xuống thấp tôi không thấy việc tiếp tục chiến đấu có ý nghĩa gì nga sẽ thắng bởi vì chính nghĩa đứng về phía họ chỉ huy đại đội 3 của tiểu đoàn bộ binh cơ giới số 3 thuộc lữ đoàn 151 Ukraine bị bắt, nhóm quân trung tâm bắt làm tù binh kể lại. Điện Kremlin cảnh báo thảm họa với tương lai của chính nước Nga Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cảnh báo rằng tỷ lệ sinh của Nga thấp thảm họa và là mối đe dọa đối với tương lai của đất nước. Phát biểu tại một diễn đàn truyền thông gần Moscow ngày 26 tháng 7, người phát ngôn của Điện Kremlin cho biết tỷ lệ sinh tổng thể hiện tại ở Nga đang ở mức thấp khủng khiếp là 1,4, tương đương với mức được ghi nhận ở những nơi khác ở châu Âu và Nhật Bản. Chúng tôi sống ở quốc gia lớn nhất thế giới, nhưng dân số ngày càng ít đi mỗi năm. Xu hướng này chỉ có thể đảo ngược bằng cách tăng tỷ lệ sinh, ông Peskov nói. Ông nói thêm rằng tỷ lệ hiện tại là thảm khốc đối với tương lai của quốc gia, Ông gọi những người phụ nữ có ba con trở lên là anh hùng, giống như cựu chiến binh hoặc nhà khoa học phát minh ra thuốc chữa các căn bệnh chết người. Hồi tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh về các mục tiêu phát triển của đất nước đến năm 2030. Một trong số đó là tăng tỷ lệ sinh lên 1,6 vào năm 2030 và lên 1,8 vào năm 2036. Sắc lệnh này nhằm mục đích đảm bảo phát triển kinh tế và xã hội bền vững của Nga, tăng dân số và cải thiện mức sống của người dân. Theo số liệu thống kê chính thức, tỷ lệ sinh năm 2023 là 1,41, là mức thấp nhất ở Nga trong 17 năm qua. Tỷ lệ cao nhất từng được ghi nhận là 1,78 vào năm 2015. Số liệu thống kê chính thức cho thấy chỉ hơn 1,2 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra ở Nga vào năm ngoái, con số thấp nhất kể từ năm 1999. Phó thủ tướng Dmitry Medvedev đã cảnh báo vào tháng 6 rằng đất nước đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học khủng khiếp có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng lên tới 2,4 triệu lao động vào năm 2030. Anh và Đức cân nhắc hợp tác chế tạo tên lửa có khả năng tấn công vũ khí hạt nhân của Nga. Trích dẫn các nguồn tin ngoại giao, tờ The Times đưa tin Vương quốc Anh đang cân nhắc hợp tác với Đức để phát triển tên lửa tầm xa có khả năng tấn công vũ khí hạt nhân của Nga. Theo các nguồn tin, Vương quốc Anh đang để mắt đến một loại vũ khí có tầm bắn 3.200 km có thể phóng từ Berlin tới Moscow nếu Nga quyết định sử dụng kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của nước này. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Hesley được cho là đã thảo luận về kế hoạch này trong chuyến đi tới Berlin vào đầu tuần. Chuyến thăm nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác trong tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO theo một phần của chính sách phòng thủ NATO First của ông Hesley. Nguồn tin cho biết các tên lửa này dự kiến được triển khai tại Đức, thay thế các tên lửa tầm xa của Mỹ được triển khai tại nước này từ năm 2026, bao gồm SM-6, Tomahawk và các tên lửa siêu thanh đang phát triển. Trước đó, ngày 24 tháng 7, Anh và Đức đã ký tuyên bố phòng thủ chung cam kết hợp tác chặt chẽ hơn nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp quốc phòng, củng cố an ninh châu Âu và hỗ trợ Ukraine. Tuyên bố trên được ông Hepley và người đồng cấp Đức Boris Potirus ký tại thủ đô Đức trong chuyến thăm Berlin của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Anh ông hedley tuyên bố chuyến công du này phát đi một thông điệp rõ ràng rằng, rằng an ninh châu âu sẽ là ưu tiên quốc phòng và đối ngoại hàng đầu của chính phủ mới của anh tuyên bố quốc phòng mới của chúng tôi giữa anh và đức sẽ khởi động một mối quan hệ quốc phòng mới sâu sắc được xây dựng dựa trên các giá trị chung giữa hai quốc gia chúng ta bộ quốc phòng anh cũng cho biết hai nước sẽ hợp tác để giải quyết các cách thức an ninh như lĩnh vực mạng Tân Thủ tướng Keir Starmer nhấn mạnh ông muốn Anh tăng cường hợp tác với các đồng minh châu Âu về quốc phòng và an ninh để hỗ trợ Ukraine tốt hơn. Một thông điệp mà ông tái khẳng định tại cuộc họp thượng đỉnh của cộng đồng châu Âu vào tuần trước. Ông Starmer cũng đã đề xuất ý tưởng về một hiệp ước an ninh Anh-EU bao gồm một loạt lĩnh vực như năng lượng, chuỗi cung ứng, đại dịch và di cư. Các nước phương Tây ngày càng lo ngại về khả năng xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp giữa NATO và Nga, trong nhiều năm qua, Moscow đã phản đối việc NATO tiếp tục mở rộng và tăng cường quân sự gần biên giới Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng Moscow sẽ không tấn công NATO. Điện Kremlin cho biết Nga không đe dọa bất kỳ ai, nhưng sẽ không bỏ qua các hành động gây nguy hiểm cho lợi ích của quốc gia. Tên lửa Nga liên tiếp tấn công các mục tiêu quân sự của Ukraine ở Kharkov. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Quân đội nước này đã tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công tên lửa Iskander, phá hủy điểm triển khai tạm thời của các huấn luyện viên và lính đánh thuê phương Tây cùng một nhà máy quốc phòng của Ukraine ở khu vực Kharkov. Cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa tác chiến chiến thuật Iskander của Nga vào một điểm triển khai tạm thời của các huấn luyện viên và lính đánh thuê phương Tây tại Kharkov khiến hơn 100 người thương vong, trong đó có 40 huấn luyện viên phương Tây và hơn 60 người là lính đánh thuê. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo hôm thứ Năm ngày 25 tháng 7. Cũng theo bộ này, cùng ngày, quân đội Nga cũng đã thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander vào tổ hợp nhà máy quốc phòng ở Kharkov. Kết quả cuộc tập kích là hai xưởng sửa chữa và phục hồi xe bọc thép của Ukraine đã bị phá hủy hiện phía ukraine vẫn chưa bình luận về các thông tin trên truyền thông nga cho biết hệ thống tên lửa iskander đã trở thành nỗi ám ảnh của lực lượng ukraine trong những tháng gần đây các cuộc tấn công chính xác của nga bằng tên lửa này đã phá hủy hàng loạt cơ sở chỉ huy và kiểm soát đoàn tàu chở thiết bị quân sự và trung tâm hậu cần của ukraine ông viktor litokin đại tá quân đội nga đã nghỉ hưu và là nhà phân tích quân sự nhận định hiệu quả đáng kinh ngạc của các cuộc tấn công mục tiêu quân sự của ukraine thời gian qua phần lớn nhờ vào khả năng sát thương của iskander iskander có thể bay lên cao trong không gian và tấn công theo phương thẳng đứng và mục tiêu đã định chúng không chỉ đạt tốc độ siêu thanh khi bay mà còn đạt tốc độ siêu thanh tại thời điểm tấn công Ukraine cho phép các tù nhân nữ đầu tiên tham gia quân đội. Bộ Tư pháp Ukraine thông báo Kiev đã gửi 7 nữ tù nhân đầu tiên cho quân đội. Những phụ nữ này đã bày tỏ mong muốn phục vụ trong quân ngũ để đổi lấy việc được ân xá. Động thái trên có thể diễn ra nhờ một đạo luật do Quốc hội Ukraine Vekona Rada thông qua và được Tổng thống Volodymyr Zelensky ký duyệt vào tháng 5, giữa lúc quân đội nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực ở tiền tuyến trong cuộc xung đột dài dẳng với Nga. Đạo luật mới cho phép những người bị kết án về một số tội danh nhất định tình nguyện tham gia quân đội Ukraine để đổi lấy việc được ân xá. Một quỹ ban y khoa quân sự và tòa án có trách nhiệm xem xét nguyện vọng của các tù nhân. Đài RT dẫn lời Thứ trưởng Tư pháp Ukraine Elena Vysokaya nhấn mạnh, luật về việc huy động tù nhân được Vekona Rada phê chuẩn đã tạo cơ hội không chỉ cho nam giới mà cả phụ nữ gia nhập quân ngũ. Bà Vysokaya thừa nhận cho đến nay rất ít nữ tù nhân bày tỏ mong muốn tham gia quân đội. Tính đến ngày 23 tháng 7, Kiev mới chỉ chấp thuận 7 đơn xin như vậy. Bộ Tư pháp Ukraine thống kê, tổng cộng có 6.101 tù nhân đã nộp đơn xin tham gia các lực lượng vũ trang để đổi lấy việc được ân xá kể từ khi luật có hiệu lực. Tuy nhiên, chỉ hơn 3.800 người trong số đó được chấp thuận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!